Yêu nháp. 21 tuổi mà chưa biết yêu thì đúng là anh em ruột thịt với con cù lần. Nhưng con cù lần là con gì hả? Bạn khỏi phải mất công vào sở thú tìm kiếm nó. Bạn cứ nhìn mặt tôi thì rõ. Thật đáng buồn, tôi đã giống y chang con vật lù khù đáng ghét đó. Nếu trong một kỳ thi vấn đáp, giáo sư hỏi tôi yêu là gì, đối với một sinh viên khoa văn năm thứ hai như tôi, câu trả lời dễ dàng như ăn ớt Đà Lạt. Dạ thưa thầy, theo thi sĩ Xuân Diệu, yêu là chết trong lòng một ít. Còn theo tự điển tiếng Việt của nhà xuất bản Khoa học Xã hội, trang 893, yêu là cảm thấy gắn bó, trìu mến, hài lòng, thích thú, say mê với người hay vật có sức mạnh thu hút. Trả lời đúng bài bản như thế, chắc chắn tôi sẽ được điểm 10. Nhưng nếu giáo sư hỏi tiếp, làm thế nào yêu được và được yêu, tôi sẽ đứng gãi đầu một hồi rồi đành chịu điểm 0. Bởi lý thuyết về tình yêu, tôi đã học thuộc lòng rất nhiều từ sách vở, nhưng thực hành thì chưa bao giờ. Bạn đừng hiểu lầm tôi là một kẻ nhát gan, sợ chết ở trong lòng một ít. Không đâu, nếu yêu là bắt buộc phải chết luôn tại chỗ, tôi mới ớn lạnh xương sống và lắc đầu quầy quậy từ chối. Còn chết một ít thì có gì đáng sợ? Ai trong chúng ta mỗi ngày không chết một ít trong cõi đời 100 năm này? Còn cảm thấy gắn bó, trìu mến, hài lòng, thích thú, say mê với vật có sức mạnh thu hút thì tôi đã cảm thấy rõ ràng rồi. Tiền luôn luôn là vật có sức mạnh thu hút tôi kỳ lạ. Như vậy tôi đã hội đủ những điều kiện ắt có và đủ để yêu. Vậy mà đến bây giờ tôi vẫn chưa được biết hương vị của tình yêu. Thế là thế nào? Tại trời đất quá bất công với tôi hay tại tất cả những cô gái đã đối xử quá bất công với tôi? Sau bao nhiêu ngày tự gãi đầu để suy nghĩ, đến nỗi rụng cả một mảng tóc, tôi vẫn không sao giải đáp nổi những thắc mắc trên. Mai thay, tôi chợt nhớ ra câu ông bà đã dạy: học thầy không tài học bạn. Tôi vội đi đến gãi đầu Cường, một bạn thân học cùng lớp. Cường nổi tiếng đắc đạo ở trường đời, nên tôi tin hắn sẽ giúp tôi gỡ rối tơ lòng một cách dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn các vị giáo sư vốn nổi tiếng ở trường học. Cường đang ngồi vừa đàn vừa hát ở trong nhà, thấy tôi hớt hải chạy vào không thèm gõ cửa. Hắn bỏ đàn xuống bàn hỏi: có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Tôi vừa thở vừa nói nhát gừng: Tối nghiêm trọng. Cường rót một ly nước đầy đưa cho tôi: uống cho mát cổ họng rồi hãy nói. Tôi uống ực một hơi hết ly nước đầy rồi ngồi xuống ghế bình tĩnh nói: cậu hãy giúp mình giải đáp thắc mắc này. Đề thi ở trường sao? Không, đề thi ở đời. Làm thế nào để yêu được và được yêu? Cường nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi: cậu định giễu mình hả? Giễu gì? Mình hỏi thật lòng. Cường nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói: khi làm bài thi ở trường, cậu thường viết thẳng vào giấy thi hay làm bài nháp trước đã? Thi cử là chuyện quan trọng bậc nhất của đời sinh viên, nên phải làm bài nháp cho chắc ăn rồi mới chép sạch sẽ vào giấy thi chứ. Cường nghiêm mặt nói: tình yêu cũng là chuyện quan trọng của một đời người, nên cậu phải tập yêu nháp trước khi yêu thật. Tôi trố mắt hỏi: cậu định giễu mình hả? Giễu gì? Mình nói thật lòng. Nhưng cũng phải hiểu biết chút chút mới nháp được chứ. Chẳng có gì khó hiểu cả. Nhà cậu có mở cửa thì nắng gió mới vào được. Trái tim cậu có mở cửa thì tình yêu mới len lỏi vào được. Tôi liền cởi hai nút áo để phanh lồng ngực. Tưởng gì chứ, mở cửa thì dễ quá rồi. Tôi vui vẻ bắt tay Cường ra về, lòng hí hửng như người ta chụp trúng cái đuôi của chân lý. Sau một thời gian tình nguyện mở cửa trái tim, tôi đã chẳng thấy một người đẹp hay xấu nào bước vào, mà chỉ có nắng gió, khối xe và bụi bặm bay vào, làm tôi ho muốn bể lồng ngực. Tôi lại phải đến gãi đầu Cường. Hắn ôm bụng cười chảy nước mắt rồi nói: cậu mở cửa trái tim như người ta mở một cái bẫy chuột, vậy cô nào dám bước vào? Tôi đỏ mặt cãi lại: trái tim tôi đã chụp X quang, bác sĩ nói cũng bình thường như mọi người, sao cậu dám nói nó giống cái bẫy chuột? Cần gì phải chụp X quang, cứ nhìn cậu đối xử với những cô bạn trong lớp là mình rõ. Cậu còn tự ái nhiều quá, nghĩa là còn tự yêu mình nhiều quá, nên chẳng còn chút tình yêu nào dành cho người khác. Mà tình yêu phải luôn luôn hướng đến người khác. Nếu chỉ yêu chính mình thì khác chi con rắn tự cắn đuôi nó, làm sao tiến lên được.
cậu đã bao giờ mời một cô bạn gái đi uống nước, nghe ca nhạc, dự sinh nhật của nàng? Hay cậu chỉ biết dương mắt nhìn người ta rồi ăn uống một mình? Tôi gật đầu nói, cậu có lý, mình sẽ tập yêu nháp lại. Nghe lời Cường, ngay buổi chiều hôm đó sau khi tan học, tôi đã mời 10 cô bạn cùng lớp đi uống nước dừa sim. 10 cô đều nói cười trò chuyện vui vẻ với nhau, và tôi cũng vui vẻ lây. Chiều hôm sau 10 cô khác, rồi chiều hôm sau nữa 10 cô khác, rồi chiều hôm sau nữa 10 cô khác. Vậy là tôi đã làm nhiệm vụ chiêu đãi nước dừa tất cả các cô bạn trong lớp, không bỏ sót một ai. Xong chậu nước dừa, đến chậu hủ tiếu Nam Giang, đi coi đại nhạc hội, rồi gửi quà tặng sinh nhật của mỗi cô. Tôi đã luôn luôn bù đầu lo hướng đến người khác như Cường chỉ bảo, nhưng sao tôi vẫn chưa cảm thấy hương vị ngọt ngào của tình yêu. Trái lại, tôi chỉ cảm thấy say sẩm mặt mày khi nhìn vào sổ chi tiêu cho đợt tập yêu này. Tốn hết 242.150 đồng, chưa kể tiền gửi xe máy. Trời đất, yêu người khác mà tốn kém dữ như vậy, chắc tôi đành tự yêu tôi cho đỡ tốn hơn. Một hôm, thấy mặt mũi tôi yếu xìu như cái dầu cháo quẩy, nhúng vô tô nước lèo nguội ngắt, Cường vỗ vai tôi hỏi, cậu đã yêu được cô nào chưa? Tôi lắc đầu ngao ngán thở dài, yêu mất nhiều quá. Cậu sợ mất thì giờ hay là mất tự do? Không, mất nhiều tiền quá. Mình đã phải bán cây máy cassette nghe nhạc để chi tiêu cho việc yêu nháp. Tôi móc túi lấy sổ chi tiêu hàng ngày đưa cho Cường coi. Hắn đọc xong rồi bật cười, trời ơi, làm gì có chuyện tình yêu tập thể. Cậu hãy chọn lấy một cô trong số 30 cô trong lớp, yêu nhiều người cùng một lúc là kể như chưa yêu ai. Đấy không phải là tình yêu, đấy là tình bạn hay là tình đồng bào. Cậu hãy ráng tập yêu một người, chỉ một người mà thôi. Nghe lời Cường, tôi mở căng mắt quan sát những cô bạn trong lớp để cố tuyển chọn lấy một cô, chỉ một cô mà thôi. Cuối cùng tôi đã tự bỏ phiếu chọn Tuyết Sương. Lý do, Sương Ngọc Hành cũng làng nhàng như tôi, cao cũng bằng tôi, ốm cũng bằng tôi. Nếu hai người cầm tay đi dạo phố thì thật xứng đôi vừa lứa, hệt như một đôi đũa tre xuất khẩu. Nhưng điều quan trọng là nàng cũng có xe gắn máy như tôi. Như vậy thì xe ai nấy lái, hồn ai nấy giữ. Nếu rủi ro có bị tai nạn xe cộ, không ai có thể đổ lỗi cho ai. Sau khi mời Sương đi uống cà phê máy lạnh, tôi mời nàng đi ăn miếng cua tô đặc biệt, rồi mời nàng đi xem phim Tình Lạ. Trong rạp chiếu bóng, tôi đã mạnh dạn cầm tay nàng rồi hôn lên cánh tay nàng. Và Chúa ơi, thật sung sướng cho tôi, nàng cũng đã mạnh dạn hôn đáp lại lên đầu tôi. Dù hằng ngày gặp nhau trong lớp, chúng tôi vẫn viết thư tình gửi cho nhau, kẹp trong những cuốn sách giả đò cho nhau mượn, vừa bảo đảm đến tay người nhận, vừa đỡ tốn tiền mua tem. Cứ như thế, tình yêu của tôi kéo dài được 2 tháng 27 ngày rưỡi. Chiều nay, buổi học cuối năm, tôi đã nhận được thư nàng. Tôi nghĩ chắc nàng mời mùng 1 Tết năm nay tôi đến sông đất nhà nàng, rồi chúng tôi cùng đến Lăng Ông xem đá gà, đi hội chợ vui xuân thấy vòng vào đầu vịt, đi xem đại hội tấu hài để suốt năm cùng cười. Buổi tối về nhà cơm nước xong, tôi vào phòng đóng kín cửa lại, hút một điếu thuốc thơm rồi chậm rãi mở thư nàng ra đọc. Anh Biện thân mến, cảm ơn anh rất nhiều trong 3 tháng Sương tập yêu. Nhờ vậy Sương tìm được người yêu đích thực của mình. 28 Tết này, gia đình anh ấy sẽ đến làm lễ dạm ngõ nhà Sương, và đến hè sang năm sẽ làm đám hỏi. Vậy Tết này Sương đã là một người khác, không thể đi chơi vui xuân với anh được, mong anh thông cảm. Một lần nữa xin thành thật cảm ơn anh đã giúp Sương biết tình yêu đích thực là gì. Sương mong khi đám cưới của Sương sẽ không vắng mặt anh. Thân chào anh, Sương. Trời đất, không ngờ tôi đã vô tình giúp nàng hoàn tất xuất sắc giai đoạn yêu nháp. Còn tôi đến bao giờ mới chấm dứt giai đoạn hắc ám đó đây? Hay suốt đời tôi chỉ là một kẻ tập yêu? Như vậy mùng 1 Tết năm nay tôi sẽ đi đâu? Chắc các bạn nghĩ tôi là người cao thượng, tôi sẽ đến nhà Sương chúc mừng hạnh phúc của nàng. Không đâu, tôi chỉ có cao 1m50, tôi chẳng dại gì bắt chước người cao 1m80 với đến những gì tầm cao trên 2m, để rồi té ngã, gãy chân càng lùn thêm. Mùng 1 Tết năm nay tôi sẽ đi vào sở thú, tôi sẽ nhờ một người thợ chụp hình màu cho tôi đang đứng bắt tay chúc mừng năm mới một chú cù lần. Bạn đừng nghĩ bị thất tình rồi tôi đâm ra bi quan. Không đâu, tôi đang rất lạc quan yêu đời. Không có tình yêu thì tôi cũng có tình anh em ruột thịt. Tôi đâu đã cô đơn như một số người khác mà bạn phải chia buồn với tôi.